Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là một cái bộ điều khiển đèn LED tăng giảm độ sáng của đèn LED. Thì có nguồn đầu vào là từ 12 cho đến 24V và dòng ra đại là 8A. Thì ở trên cái bộ điều khiển này cũng đã vẽ sẵn cái sơ đồ đấu nối, in là ngõ vào và out là ngõ ra cho cái bóng đèn LED của các bạn ha. Thì ở trên cái bộ điều khiển này thì cũng có bốn cái vị trí gỗ nè cho các bạn bắt ốc vào, và ngõ vào ra của nó là dạng domino cho các bạn dễ dàng đấu nối thiết bị hơn. Ở đây mình cũng đã đấu nối và cấp sẵn cho một cái anh led dài 12V. Ở đây mình sẽ tiến hành bật nguồn lên. Đây là vị trí ban đầu khi mà led không sáng là mình đang tắt nè, các bạn vặn ở đây là tắt. Các bạn nhận lên từ từ thì lúc đó cường độ ánh sáng của đèn led các bạn sẽ thay đổi nha, sẽ tăng dần lên. Để mình giảm xuống lại đó, các bạn thấy quan sát là bóng đèn led cái cường độ ánh sáng của nó dần dần đã thay đổi. Đây là mình trong phòng mình đang bật đèn ha, bây giờ mình tắt cái đèn trong phòng mình thử rồi mình điều khiển cho các bạn xem. Cái đấy thì nó khá là sáng rồi. Bữa nay nếu bạn mà sử dụng cái bóng đèn 24V, bạn cấp cho nguồn khoảng 24V nữa thì nó sẽ sáng hơn nữa nha.